Nhắc tới cú ăn 6 kỳ vĩ, bạn sẽ nghĩ ngay tới câu lạc bộ nào? Làm gì có đội bóng nào khác ngoài Barcelona? Ồ không, nếu bạn vẫn còn tin như vậy, thì hãy lập tức lên Google và gõ cái tên Bayern Munich lên thanh tìm kiếm. Kết quả trả về khi bạn cảm thấy ngạc nhiên, bởi hôm sáng Bavaria vừa mới tái lập chiến tích lịch sử năm nào của FC Blaugrana. Còn đối với những ai vẫn quan tâm theo dõi từng hơi thở của thế giới thể thao, hẳn đây không là một điều quá ngạc nhiên. Bởi với việc chỉ phải đụng độ với một đối thủ yếu hơn là Tigres trong trận chung kết FIFA Club World Cup, chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay của đại diện vô địch châu Âu, và thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick chỉ phải chờ đợi để chính thức ghi dấu tên mình vào lịch sử mà thôi. Bước vào cuộc đối đầu này, Bayern Munich không có sự phục vụ của Thomas Müller cùng với Jerome Boateng. Müller dương tính với Covid-19, trong khi đó trung vệ đồng hương của anh phải trở về quê nhà gấp sau khi bạn gái cũ của anh qua đời. Dẫu vậy, rõ ràng là với những cái tên còn lại trong đội hình, việc Bayern Munich chỉ có thể ghi được vỏn vẹn một bàn thắng vào lưới của đại diện Mexico mới là điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Dù vậy, các con số thống kê một lần nữa cho thấy những nhà đương kim vô địch châu Âu đã hoàn toàn nghiền ép những đối thủ đồng nghiệp bên phía kia chiến tuyến. Còn về phần Tigres, dù có lẽ đã thua, thế nhưng huấn luyện viên Ricardo Ferretti cùng các học trò cũng chẳng có gì để mà phải tiếc nuối. Họ cầm bóng ít hơn, chỉ thực hiện được mỗi 3 cú dứt điểm, trong khi phải nhận tới 17 cú sút từ phía Bayern Munich. Hansi Flick, đây sẽ là cái tên vĩnh viễn có một vị trí trang trọng trong phòng truyền thống của câu lạc bộ Bayern Munich. Lùi lại lịch sử về những ngày cuối năm 2019, cụ thể là ngày 22 tháng 12 năm 2019, ban lãnh đạo Bayern xác nhận chiến lược gia 65 tuổi sẽ chính thức dẫn dắt Bayern đến hết mùa. Khi đó, hầu như ai cũng nghĩ Hansi Flick chỉ là một nước cờ tạm bợ của đội chủ sân Allianz Arena trước khi chính thức ký hợp đồng với một cái tên danh tiếng nào đó. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi theo lẽ thường, bạn chỉ có thể trông đợi điều gì đó ở một người mà khi nhận lời tiếp quản Bayern, đó cũng là lần đầu tiên vị thuyền trưởng của đội được thử sức lèo lái một con tàu lớn. Trước đó, ông chỉ luôn sắm vai phụ tá như Giovanni Trapattoni hay Joachim Löw và chính Niko Kovac tại Bayern Munich. Thế nhưng, kể từ đó cho đến nay, quả ngọt bất ngờ đã đến với Bayern. Dưới bàn tay dẫn dắt của Hansi Flick, hoàng quân áo đỏ giống như một cơn cuồng phong thực sự. Họ trình diễn một thứ bóng đá say đắm lòng người, khiến các cổ động viên của mình luôn được sống trong cảm giác lần lần ngất ngây và đồng thời gieo rắc vào lòng các đối thủ một nỗi kinh hoàng khó tả. Giờ đây, Bayern Munich quả thực là cái tên mang trên mình cái khí thế khiến các đối thủ của mình phải chùng chân ngay cả khi chưa bước vào sân vận động thi đấu. Đó cũng là cái cảm giác mà Barcelona mùa giải 2008-2009 dưới bàn tay của Pep Guardiola đã mang đến cho toàn thể thế giới. Họ mở màn năm 2009 với chiếc vô địch cúp nhà vua và cũng kết thúc năm bằng chiếc vô địch FIFA Club World Cup. Đội hình khi đó của Barcelona gồm những ai? Họ có một tập thể gồm toàn những huyền thoại. Trong khung thành là Victor Valdes, một trong những minh chứng cho thấy chất lượng các sản phẩm mà La Masia danh tiếng tạo được. Ở vị trí hậu vệ phải, Dani Alves khi đó mới gia nhập Barcelona chưa lâu và chưa có được vị thế hậu vệ phải xuất sắc nhất lịch sử. Ở cánh đối diện đó là Eric Abidal, người cũng từng một thời không thể thay thế tại Catalonia trong nhiều năm liền. Bộ đội trung vệ của họ đó là thủ quân vĩ đại Carles Puyol cùng với Gerard Piqué. Tuyến tiền vệ mà Barca ngày đó có chính là những hạt nhân tạo ra Tiki Taka trứ danh. Sergio Busquets đang ở thời kỳ đỉnh cao. Ông chủ nơi tuyến giữa với một bộ óc thiên tài Xavi Hernandez cùng với một đôi chân ma thuật Andres Iniesta. Họ là trái tim khiến Tiki Taka nhuộm trời Âu bằng hai màu đỏ lam. Trên hàng công họ có tam tấu Henri, Eto'o, Messi. Còn với Bayern Munich họ cũng đâu hề kém cạnh. Robert Lewandowski của hiện tại chính là một trung phong toàn diện nhất, đáng sợ nhất, ổn định nhất mà bạn từng thấy trong lịch sử. Có lẽ khi nhắc về tiền đạo người Ba Lan, Lewy không mang tới cho người hâm mộ những câu chuyện đông đầy cảm xúc giống như nhiều bậc tiền bối vàng bóng một thời. Thế nhưng, xét về hiệu suất ghi bàn, chắc chắn số người vượt qua khẩu thần công người Ba Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thomas Müller không có mặt trong trận đấu vừa qua, thế nhưng Müller hiển nhiên là một trong những công thần lớn giúp Bayern đoạt được cú ăn 6 kỳ vĩ này. Và cái biệt danh kẻ cắp không gian của anh chẳng phải tự nhiên mà có. Rồi còn có cả Thiago Alcantara, tiền vệ người Tây Ban Nha, cũng là một sản phẩm đến từ La Masia. Và với những tố chất thiên bẩm cùng kỹ năng chuyền bóng thượng thừa, Thiago trở thành hạt nhân trong đội chơi của Hùm Xám mùa giải trước. Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu bạn nhắc về Thiago mà bỏ qua Joshua Kimmich. Khi Thiago nói lời chia tay với sân Allianz Arena để chuyển sang Liverpool, người ta đã hoài nghi về việc liệu Bayern có thể hay không bảo toàn sức mạnh của mình. Thế rồi, Joshua Kimmich trong vai trò của một tiền vệ trung tâm đã khiến các cổ động viên của De Rozan hoàn toàn chẳng còn cảm thấy nhớ Thiago nữa. Đối tác của anh ở tuyến giữa, Leon Goretzka, dù chẳng phải là cái tên thường được báo chí điểm mặt gọi tên,
Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta có quyền xem nhẹ vai trò của Goranska. Anh là tấm lá chắn tuyệt vời, án ngự trước bộ tứ vệ, là cỗ máy chiến đấu nơi tuyến giữa và là cơn ác mộng của mọi cầu thủ tấn công. Thời điểm mà Goranska vừa đặt chân đến thành phố Munich, hẳn không nhiều người nghĩ tới bản hợp đồng miễn phí từ Schalke 04 có thể trở thành một tiền vệ hay như hiện tại. Khi đó, Goranska được định giá ở mức 40 triệu euro. Sau 2 năm rưỡi, giá trị ước tính của anh giờ đây đã là 70 triệu euro. Thế nhưng bây giờ, một đội bóng nào đó mà muốn đưa anh khỏi tay của Bayern Munich thì e rằng phải chồng đủ 150 triệu euro thì mới có thể nói chuyện. Tất nhiên, chẳng thể bỏ qua những màn trình diễn ấn tượng từ những đôi cánh Alphonso Davies, Serge Gnabry, Benjamin Pavard, cầu thủ vừa ghi bàn thắng duy nhất giúp Bayern hoàn tất cú ăn sáu. Nhìn chung, chẳng sai khi nói rằng Bayern Munich đã khắc tên mình trong dòng chảy của làng top cầu với tư cách là một trong những tập thể hoàn hảo nhất từng được chứng kiến. Bayern của hiện tại chẳng hề kém cạnh Barcelona của năm xưa, và trên bàn ghế chỉ đạo sẽ là bất công lớn nếu đặt Hansi Flick ở thế cửa dưới so với Pep Guardiola 2009. Nếu như Pep là người đã có công đưa Tiki Taka phù sóng khắp thế giới, thì Hansi Flick lại đưa lối chơi pressing tầm cao lên một nấc thang mới bằng lối chơi cực kỳ khoa học, bài bản dựa trên nền tảng là dàn cầu thủ tài năng và có thể chất cực kỳ ưu việt. Dàn sau Bayern giống như một cỗ máy hình người, dễ dàng trấn áp và nghiền ép mọi hòn đá cản đường. Hãy nhìn vào chính Barcelona để thấy một tập thể giàu kỹ thuật nhưng tuổi cao sức yếu đã bị nhấn chìm một cách nhục nhã, đau đớn như thế nào. Hãy cùng nhìn cách mà Bayern đánh bại tập thể Chelsea trẻ trung và giàu khát khao của Lampard với tổng tỷ số 7-1 sau 2 lượt trận. Tới bán kết, hiện tượng Lyon cũng bị thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3. Tất cả những chiến tích đó chính là bằng chứng cho thấy sức mạnh của Bayern Munich ở mùa giải 2019-2020 đỉnh cao chỉ có thể được mô tả bằng hai từ: khủng khiếp. Còn Hansi Flick, có thể bạn không biết nhưng số trận thua của ông với tư cách là huấn luyện viên trưởng của hầm xám Bavaria nó còn ít hơn cả số danh hiệu mà ông đã giành được cùng với đội bóng này. Thế nhưng điều đáng nể phục nhất đó là cho đến hiện tại Bayern Munich vẫn đang duy trì được sức mạnh của họ. Lướt qua một loạt cả năm giải đấu hàng đầu châu Âu, Liverpool, PSG, Juventus, Real Madrid, tất cả những nhà vô địch đều đang gặp khó khăn trong hành trình bảo vệ danh hiệu của mình vì hoặc nhiều hoặc ít những vấn đề khác nhau. Còn Bayern thì khác, Bundesliga năm nào cũng là giải đấu của riêng họ, và tại đấu trường Champions League danh giá, hầm xám vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu. Và với cú ăn sáu lịch sử này, hy vọng rằng đó sẽ là cú hích để thầy trò Hansi Flick chẳng những tiếp tục duy trì phong độ hiện tại mà còn mang tới một thứ bóng đá cao cấp hơn.